Nhà thờ họ, các lưu ý phong thủy chớ nên bỏ qua. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của Phong thủy Phùng Gia. Không chỉ là công trình kiến trúc về tâm linh, việc thiết kế nhà thờ họ thuận cả về phong thủy, đẹp về vẻ đẹp truyền thống và tâm linh thì luôn là tiêu chí mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Vậy, cách thiết kế nhà thờ họ sao cho hợp lý và các nguyên tắc cần phải chú ý cho loại kiến trúc này là gì? Thì trong buổi chia sẻ này, tôi sẽ cùng đi sâu vào những khía cạnh này. Đầu tiên chúng ta nói những lưu ý phong thủy cho nhà thờ họ. Các tiêu chí mà chúng ta cần phải đáp ứng với kiến trúc tâm linh này sẽ bao gồm: đầu tiên, tất nhiên là lựa chọn địa thế tối ưu. Những vua chúa ngày xưa thì chúng ta đều biết là họ xây dựng cung điện hay là lăng tẩm đều nhờ những thầy phong thủy tìm ra nơi chân long hủy đích để được đắc địa. Nhà thờ họ thì cần được xây dựng trên vị trí tốt, hợp phong thủy để hướng tới âm phù dương trợ tối ưu. Các yếu tố cần phải chú ý với kiến trúc nhà thờ họ thì có thể sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên là hướng thì sẽ cần phải chú ý là hướng nào có núi, hướng nào có nước. Và một yếu tố tiếp theo là về sinh khí. Thì sinh khí của khu đất mà chúng ta định đặt nhà thờ họ ấy, sẽ cần phải xác định để có thể đạt được cái thời kỳ vượng nhất của mảnh đất đó. Và tiếp theo về các thế đất đẹp thì tôi sẽ có thể nhấn mạnh một vài những thế đất như sau. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn cách cục đất có mạn trước thấp, mạn sau cao. Điều này sẽ mang những cái ý nghĩa phong thủy. Về sau chúng ta sẽ có thể tiến hành những cái sửa đổi sẽ thuận lợi hơn. Trước thấp sau cao, sinh bậc anh hào. Đó là một câu nói mà rất là nổi tiếng đối với cả những người mà làm phong thủy. Và tính từ điểm tọa, chúng ta nhìn ra mạn trái của cục đất nên là luôn cao hơn so với cả mạn phải, có nghĩa là thanh long thì cao hơn bạch hổ. Việc này thì sẽ tuân theo quy tắc là tả thanh long hữu bạch hổ đắc địa trong phong thủy. Ở phía sau thì luôn cần phải có điểm tựa. Mặt trước thì cần ưu tiên không gian thoáng đãng, minh đường rộng rãi và có những cái thiết kế về cảnh quan ao hồ thích hợp sẽ đều xem được là những nơi cát vượng. Và thứ hai là chúng ta lựa chọn hướng nhà phù hợp. Ở dân gian ta có câu là lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam. Một câu nói này đã truyền tai nhau rất là phổ biến nhưng mà chưa phải là đúng theo phong thủy chính phái. Hướng không phải là tất cả mà chỉ là một trong các yếu tố tạo nên vận khí. Các cụ thường quan niệm là lựa chọn hướng nhà thì phải theo hướng nam, vừa mát mẻ vào mùa hè, vừa ấm cúng vào mùa đông, và sẽ điều này thì sẽ mang lại những điềm lành và sự bình an hạnh phúc cho mọi người. Các cụ quan niệm như vậy về xây nhà thì nhà thờ họ cũng được quan niệm như thế. Tuy nhiên là thật ra thì hướng ở trong phong thủy nó liên quan tới thiên vận của cục đất. Nếu mà tính trong khoảng thời gian từ nay cho đến năm 2043, hướng nam vẫn là một hướng tốt vì đây chính là hướng đại kim long của huyền không phi tinh. Còn nhà thờ họ thì chúng ta không chọn hướng theo phương pháp này mà chỉ cần chọn hướng thuận lợi theo đại cục và tiểu cục của long mạch của vùng đó. Khi mà chúng ta luận ra tới những cái cách cục của mạch tại cái vị trí mà chúng ta an vị nhà thờ thì sẽ ra được 4 cách cục, một trong 4 cách cục. Chính vì vậy nên là hướng của nhà thờ phải được tọa vượng và hướng vượng, có nghĩa là được vượng sơn vượng hướng, thì như vậy mới đảm bảo được cái sự trường tồn của những cái vong linh cũng như là dòng tộc của chúng ta thờ phụng tại đó. Mỗi một cục đất tại các khu vực khác nhau sẽ có các cách cục khác nhau nên sẽ không thể chia sẻ hết tại những video chung này. Các bạn có thể tham khảo trong những lớp học phong thủy chính phái của tôi hoặc là cân nhắc cái việc cái điện thoại cho đội ngũ trợ lý để được tư vấn trực tiếp. Và thứ ba, chúng ta nói tới là hình dáng và quy mô của công trình nhà thờ. Trong kiến trúc mà thiết kế nhà thờ họ, thường thì các bạn sẽ gặp những mô hình dạng chữ nhất, chữ đinh, chữ nhị, chữ công hay là chữ quốc, hoặc là có thể kết hợp là trong quốc ngoại công. Nhà thờ thì thường được thiết kế theo chữ đinh. Các công trình nhà thờ của làng xã thì thường làm theo chữ công. Còn đối với những công trình thiết kế nhà thờ cấp quốc gia lớn hơn thì sẽ làm theo chữ quốc. Còn một số những ngôi chùa thì các bạn thấy là cái kiến trúc phổ biến sẽ là trong quốc ngoại công. Thứ tư, chúng ta nói tới kiến trúc cho nhà thờ họ. Tôi thì cũng đã thiết kế rất là nhiều nhà thờ họ. Ví dụ như nhà thờ
của toàn bộ họ Nguyễn Việt Nam ở Thuận Thành, Bắc Ninh, thì với nhà thờ họ chúng ta sẽ cần phải sát sao theo nguyên tắc đăng đối qua trục thần đạo. Trục thần đạo có nghĩa là trục giữa của nhà thờ. Thì nguyên tắc thiết kế này cũng cần phải được áp dụng trong toàn bộ thiết kế nhà thờ, từ hình khối kiến trúc cho tới những cái cách trang trí, cách bố trí, sắp đặt, kể cả những đồ thờ tự ở bên trong lẫn là những cái đồ trang trí. Và khi nói đến trang trí kiến trúc nhà thờ họ thì chúng ta nên sử dụng những cái văn hóa truyền thống, những cái hình hoa lá hoặc là những biểu tượng vân xoắn. Tôi biết rằng một số các bạn luôn tôn thờ cái văn hóa của Á Đông, chính vì vậy nên là một số những cái nét lai căng của văn hóa thuần Trung Quốc các bạn cũng hay áp dụng vào nhà thờ của mình. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi sẽ thường áp dụng những cái văn hóa thuần Việt hơn. Một số nhà thờ họ thì thuộc các chi, chúng ta sẽ trang trí rất là cầu kỳ với những cái linh vật, ví dụ như là rồng rồi là sư tử. Nhưng mà các bạn nhớ, như phần tôi nói ở trên, chúng ta nên dùng những chi tiết thuần Việt. Thì mỗi một cái dòng tộc thì sẽ có những con người có thể là thành đạt, như là làm quan chức hay là làm tới những cái chức vụ cao chẳng hạn, hay là những gia tộc giàu có, thì chi phí đầu tư của những nhà thờ này cũng đều rất là cao. Nên là ngoài phần kiến trúc ngoại thất, nội thất thì các gia chủ cũng hay quan tâm tới những phần tiểu tiết, những phần tiểu cảnh ở bên ngoài. Thì tất cả những phần tiểu cảnh này chúng ta cũng đều gộp chung là những phần trang trí. Và tất cả những phần tiểu cảnh ở bên ngoài chúng ta gọi là phần trung cục. Ở bên trong của nhà thờ chúng ta sẽ gọi là phần nội cục, còn bên ngoài chúng ta sẽ gọi là trung cục. Còn tất cả những cái hình thế sông, núi ở bên ngoài thì đều là hình thế gọi là của đại cục. Nên là bây giờ tôi sẽ nói với các bạn một phần nhỏ, đó là phần ở trong bên trong nhất của nhà thờ, đó là phần bài trí nội thất, nghĩa là phần tiểu cục. Nhà thờ họ thông thường có kết cấu như là nhà ba gian hoặc là nhà năm gian truyền thống. Với những nhà thờ họ ba gian thì chúng ta có thể có điểm qua một vài những cái tiêu chí bài trí như sau. Tất nhiên là quan trọng nhất là ban thờ, đúng không ạ? Thì ta có thể chia ban thờ làm ban thờ 2 cấp hoặc là 3 cấp. Cấp 1 ở bên ngoài thông thường là bàn thờ ô sa, án gian hay là sập thờ. Cấp 2 thì là một bàn án và một chiếc kệ đặt trên ban thờ chính, dùng để đặt ngai thờ và bài vị. Các bạn có thể thấy là như này. Đối với cả cái quan điểm của thờ phụng người Việt Nam, người có nghĩa là thuần Việt ấy, thì chúng ta sẽ quan trọng cái ảnh thờ nhiều hơn. Tuy nhiên là đối với cả văn hóa Á Đông cổ xưa, đặc biệt là Trung Quốc, thì cái phần bài vị và ngai thờ quan trọng hơn rất nhiều. Tôi biết là một số những bạn đang xem video đây là cũng đã có quan tâm tới cái việc sưu tầm đồ cổ. Thì các bạn thấy là đồ cổ thì chúng ta luôn sưu tầm ngai và bài vị, chứ ít khi chúng ta sưu tầm những cái di ảnh, đúng không ạ? Nên là trong một nhà thờ họ thì tôi khuyên các bạn là phần bài vị và ngai thờ là nơi mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhất, quan tâm hơn cả bát hương. Và cụ thể thì bàn thờ án thông thường sẽ là cao khoảng 1m47. Bàn thờ này sẽ đặt ở trong gian thờ chính và cao nhất chúng ta sẽ đặt ngai thờ và khám ở chính giữa. Phía trước bàn thờ án hành là bàn thờ ô sa thì thông thường cao khoảng 1m27. Bàn thờ này thì đặt ở gian thờ chính và có bày những cái bộ thờ tam sự hoặc là ngũ sự, rồi kèm cả mâm bồng, ống hương, đài nến, bát hương, rồi là đỉnh rồng chẳng hạn. Thì tùy từng điều kiện của gia chủ mà chúng ta sẽ trang trí đầy đủ, hay là chỉ có trang trí đầy đủ về bộ ngũ sự, hay là chỉ có tam sự thôi. Và một phần không thể thiếu nữa, đó là hoành phi và câu đối. Hoành phi câu đối đương nhiên là vật phẩm không thể thiếu với phần kiến trúc của nhà thờ họ truyền thống. Chúng ta thấy là đôi câu đối và cửa võng có kích thước sẽ phụ thuộc vào diện tích của từng gian thờ. Tôi thấy có một số gia chủ ấy thì họ luôn muốn cái phần câu đối sẽ to lớn để có thể vào nhìn thấy ngay. Tuy nhiên là các bạn cần phải lưu ý câu đối hay là cửa võng cần phải thiết kế tùy thuộc vào diện tích của cái gian thờ chúng ta, miễn làm sao mà cân đối nhất. Còn phía trước của ban thờ chính thì chúng ta cũng có thể đặt thêm một đôi hạc thờ. Hạc thờ là con vật tượng trưng cho sự tinh túy và thanh cao. Đôi khi thì ta bắt gặp hạc thờ ngậm ngọc minh châu là biểu trưng cho sang quý, hoặc là khi chúng ta có thể thấy là ngậm hoa sen chẳng hạn thì hoa sen lại tượng trưng cho giác ngộ. Thì một số nhà thờ họ có người làm quan chức cao hay là có công với đất nước thì tại gian thờ chính sẽ có thêm bộ bát bỉu hoặc là bộ chấp kích. Và một phần nữa tôi muốn nói với các bạn là hai bên gian hồi,
hai gian thờ bên tả và bên hữu nhà thờ thông thường sẽ lập một án thờ bà cô, ông Mãnh, và bên còn lại sẽ là bàn thờ cho một nhà chi trưởng. Bàn thờ án gian đặt ở bên tả hay là bên hữu nhà thờ họ thông thường sẽ thấp hơn bàn thờ chính, với cách bài trí cũng sẽ đơn giản hơn, như chỉ có bộ tam sơn, có bộ đài đầu, đài nến, ống hương hay là bát hương thôi, chứ thường sẽ không để là đôi, không thể là để tam sự hay là ngũ sự nó to lớn giống như bàn thờ chính được. Và ngoài ra thì với tiêu chuẩn nội thất của nhà thờ sẽ có thêm một nhà ngang phụ nữa. Kiến trúc này thì gần như là vuông góc với nhà thờ chính, thì chúng ta cũng hay dùng để nấu nướng hay là tiếp khách trong những cái ngày mà đến ngày lễ Tết hoặc là ngày đặc biệt của dòng họ chúng ta. Và căn nhà ngang này thì cũng được chia theo gian nội thất tương ứng với từng công năng cụ thể, như là khu vực sân này, bếp ăn này, rồi những khu vực sinh hoạt chung. Và hy vọng với những chia sẻ xoay quanh cái việc lưu ý cho phong thủy nhà thờ họ như trên thì các bạn đã có thêm lý giải và tham khảo phần nào cho phần hương hỏa nội tộc gia đình của mình thêm phần tối hảo. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.